Ok, thì bây giờ thì do nè cũng đã tối rồi, nãy là có hai cái bạn mà đăng ký, có nghĩa là một ạt mà hai bạn đăng ký, mình cũng sơ suất không có kiểm tra lại nữa, nên là bây giờ mình buộc buộc phải bóc lại nha mọi người, chỉ có 46 bạn thôi. Trời ơi, báo quá báo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bóc lại rất là nhanh nha mọi người, phải làm lại danh sách rồi làm bóc lại cái kiểu rất là cực luôn. Rồi giờ mình bóc luôn nha mọi người, để không làm tốn thời gian của mọi người nữa. Rồi bây giờ mình bóc lại 71 trước nha. Nobita King, bão quá bão luôn. Giờ là phải bóc lại nữa nè mọi người ơi, mình tranh thủ mình bóc nha, thì cũng khuya rồi đó, còn làm sơ đồ mai úp cho mọi người coi nữa. Simon 3 số 2. Đấy thì hồi nãy là ngồi tâm sự cũng gần hơn 20 phút rồi, nên là bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình tranh thủ mình bóc. Còn những cái bạn nào mà kiểu giống như là có câu hỏi gì thì mình cứ hỏi nha, thì Hùng Chuối sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Đây là game Thiên Long Phát Hiền. Hồi nãy là có hai tên Hoa Hoa với lại Hoa Gia Gia, là mình phải bóc lại cho công bằng, quá mệt mỏi. Tiểu chiêu thích bé nè, rồi tiếp tục nha. Phải nói là báo quá báo luôn. Miu. Cái này giải là chỉ có, cái này là đánh solo á, giải thì chỉ có 16 giải thôi, nên là các bạn phải gán lên, phải dán cho mình vô được top 16 để mình có giải nha mọi người. Thực chất ra là mấy cái nhân vật này nó cũng các bạn chơi với nhau hơn 2 năm rồi, 26 tháng, gần 26 tháng rồi, các nhân vật nó cũng sẽ ngang ngang nhau thôi. Game này Thiên Long Phát Hiện chỉ có một server duy nhất thôi, server Tiên Nhân Chỉ Lộ, ra mắt vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, cho đến bây giờ thì mình đã vận hành được 26 tháng rồi. Mình sẽ tranh thủ mình bóc nhanh luôn nha mọi người. Hoa hoa. Cái livestream kia mình không xóa, nhưng mà danh sách thì mình sẽ công bố cái danh sách sau. Tại vì danh sách đầu là có hai tên Hoa Hoa với hai tên Hoa Gia Gia lận. Lúc đầu tôi còn tưởng là một ông Tinh Túc một ông Tiêu Dao, ai về là y chang nhau luôn. Bởi vì mới nói là báo quá báo, phải bóc lại từ đầu tốn thêm mấy chục phút của cuộc đời nữa. Bởi vậy đó, mô Phật luôn á. Lâm Xuân. Đồ này đã kiểm tra kỹ rồi nha mọi người, không có trùng tên nữa rồi. Rồi, 17 nè. Cũng rất là sorry mọi người về cái sự cố nhỏ này nha.
để mốt mình sẽ kiểm tra, tại vì ghi nhận đăng ký là mấy bạn bên fan bay ghi nhận chứ không phải là mình ghi nhận, nên là mình thường thường là mình chỉ bóc thôi, mình chứ không có kiểm, nên là mốt chắc mình cũng sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ coi lại một lần để xem có trùng tên cái kiểu không, tại vì thường thường là đâu có ai nghĩ tới có một cái account mà hai người đăng ký đâu. Trời ơi, đâu có ai nghĩ tới như vậy đâu mọi người, một account mà tới hai người đăng ký lận, đâu có nghĩ tới đâu mọi người. Đây gọi là mô phật thầy bà. Vốn là thịt kho tàu nè. Rồi mình qua bảng 2 nha mọi người. Đây là bảng 1 nha, cho mọi người coi sơ. Nói chung là cái bảng này ngày mai sẽ đăng cho mọi người coi, buổi sáng là đăng cho mọi người coi liền, có thể là tối nay là xong luôn rồi đó. Rồi mình qua tới bảng 2 nha. Bảng 2 46 nè. Rồi tiếp tục nha. Phải nói là báo quá báo. Báo quá trời báo luôn. Rồi 25 nè. 3 lòng. Rồi mình tới 26 nha. Không thấy ai comment gì nên mình cũng không có trả lời gì luôn. Các bạn cũng thấy khuya rồi. Mình còn 18 bạn nữa nha. Đó là mình phải bắt buộc là mình bóc lại rồi, tại vì tới hai bạn trùng tên rồi, mình không thể nào mà bỏ hai người của bảng nào ra cũng không được. Nên là để công bằng nhất là bóc lại hết. Đã quá trời áo luôn. Đặc trưng của Liên Long Phát Thiên là cày cuốc nha mọi người. Đặc trưng, rất là đặc trưng luôn. Tại vì thực chất ra thì game nào người ta cũng đặt cái doanh thu lên hàng đầu hết á. Không có game nào mà đặt mấy bạn chân cày lên hàng đầu đó. Nên là Thiên Long Phát Thiên nó cũng gọi là, mấy bạn hay gọi là Thiên Long Phát Khùng là gì á, chơi nó dễ bị khùng lắm. Nên là những cái bạn nào mà chơi cái game này 2 năm mấy là người ta sẽ có gọi là một cái ý chí, một cái gọi là sự rất là mãnh liệt với cái niềm đam mê Thiên Long Phát Khùng này, mới chơi nổi thôi.
server này ra mắt từ ngày 26 tháng 1 năm 2021 nha mọi người. Ủa quên, trời khùng luôn rồi, 9 tháng 1 năm 2021. Nói tới hồi nãy nói xà lơ thôi. Mình vẫn đang bóp nha, chào 17 bạn đang xem nha. Lỗi của lỗi hai ông kia, nhưng mà một phần cũng là lỗi của bên mình nữa, nên mình không kiểm tra lại, các bạn phải chụp bên mày cũng không kiểm tra lại. Rồi mình còn 9 bạn cuối cùng nữa thôi là mình sẽ hoàn thành hai cái bạn đấu rồi. Tiêu phu. Mình còn 8 bạn cuối cùng. Lục đạo này. Rồi mình 7 bạn cuối cùng nữa nha. Hello 20 bạn đang xem nhé. Không thấy ai comment gì hết trơn. Kinh ngang. Rồi 6 bạn cuối cùng. King King. 5 bạn cuối cùng. Mình còn lão nhị SH300Y, Arena, Thảo Mai và Thần Tiễn. Lão nhị này. Nói chung mấy bạn cuối cùng là mấy bạn may mắn, tại vì mình chỉ mình rất là dễ vào top 16, chỉ mà mình thắng một trận là mình vô top 16 nha. Rồi Thảo May. Người cuối cùng thì là chắc chắn là SH300Y rồi. Quay cho nó có lệ. Nên chắc chắn là SH300Y rồi. Rồi ok, mình đã có bảng đấu nha mọi người. Ngày mai sẽ đăng cái bảng đấu này cho mọi người. Nhất bảng 1 sẽ đánh với nhất bảng 2 tranh top 1. Hai nhất bảng, nhì bảng 2 sẽ đánh nhì bảng 3. Ở nhì bảng 1 sẽ đánh nhì bảng 2 danh top 3. Đó, buổi tối là mình hay bị nói ăn nói xà lơ á. Là kiểu vậy á. Xin chào Lu Bá Ôm, chào Nguyễn Sơn nha. Chưa, còn chút nữa còn đi BK nữa nè. Lúc đó mình live BK bên YouTube nữa nè. Ok, tại vì hôm nay về hơi trễ á, nên là giờ này mới bóc. Ok, cảm ơn mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Để mấy bạn nào mà một chút nữa thì cái hồ. À thôi, thì danh sách đã có rồi, những các bạn nào có thể coi lại livestream để mà coi lại danh sách này nha. Thì rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi bốc thăm của Hùng Chuối cũng như là em Như Long Phát Hiền. Thì hẹn gặp lại mọi người vào những buổi livestream gần nhất của Như Long Phát Hiền cũng như là Hùng Chuối nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Mình thì mình chưa ngủ đâu.